tên Lê Thị Thùy Trang. Này, còn nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nơi đấu trước Đại Thánh Địa Tạng. Con xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời, trọn kiếp, đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y, nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dục, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mong đạt được bốn tâm thanh tịnh, rốt ráo đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử, đạo thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, phẩm thứ 10. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí, có nhẹ, có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này, ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi, này giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề, có các vị quốc vương, hàng tể phụ, quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyền, câm ngọng, kẻ điếc ngay, mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi. Các vị quốc vương đại thần đó đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với những kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ uống ăn. Lại vài nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân sự sửa sang cúng dường bố thí. Quỷ quốc vương đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp của Đức Phật thổ trước, hoặc là kinh điển, hay là hình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Quỷ quốc vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa cho người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác, cùng chung bố thí, cúng dường để kết chuyên lành. Vị quốc vương đó, trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó, trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu là ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, thì được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả. Bởi quả báo ấy rộng lớn, vô lượng, vô biên.
Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu bệnh tật và kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ bi lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. Phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo. Cho đến trong 100.000 đời, lỗ tai không hề nghe tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có vị quốc vương và Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Huống gì cả những quả trời Phạm Vương, trời Đế Thích, vua Chuyển Luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sinh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có thiện nam, kẻ tiện nữ nào ở trong Phật Pháp, mà gieo trồng ít cội nguồn phước lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hột cát, mảy bụi, phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào, gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thờ đặng, vô lượng phước lành, thời sanh ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới, chúng sinh, thờ phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So Ha.